Jason Statham từ kẻ bán hàng rong đến ngôi sao hành động hạng A của Hollywood. Được đông đảo khán giả yêu thích qua những pha hành động đẹp mắt trong các bộ phim hành động bom tấn, Jason Statham hiện đang là ngôi sao đắt giá tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Jason Statham nổi tiếng qua các phim hành động như Băng đảng người Anh, Kẻ lập dị, Sát thủ thợ máy, Biệt đội đánh thuê 2, Quá nhanh quá nguy hiểm 7 và đặc biệt là series Người vận chuyển. Thế nhưng ít ai biết Jason Statham có quá khứ rất khó khăn, điều đó đã góp phần tạo nên biệt danh kẻ giàu sang nghiện đi dép lê nổi tiếng thế giới. Kẻ bán hàng rong bén duyên với nghệ thuật. Jason Statham sinh ngày 26 tháng 7 năm 1967 tại vùng núi Derbyshire của nước Anh, trong gia đình có bố là ca sĩ nghiệp dư kiêm bán hàng rong và mẹ là vũ công quán bar. Nhiều người nghĩ ắt hẳn Jason được đào tạo nuôi dưỡng năng khiếu từ bé, nhưng thực tế là từ lúc nhỏ, anh đã theo bố và anh trai đi biểu diễn trong một ban nhạc gia đình để kiếm sống. Đến khi trưởng thành, anh dự định sẽ theo nghề này, nhưng bố Jason lại định hướng cho anh trở thành người bán hàng trên phố để có thu nhập ổn định hơn. Song song với việc bán hàng, Jason Statham còn là thành viên của đội tuyển lặn Olympic Anh. Anh đã từng tham dự Thế vận hội Barcelona năm 1992 và là vận động viên lặn xếp thứ 12 trên thế giới. Cơ duyên nghệ thuật đến với anh rất tự nhiên. Trong một lần đang tập huấn, hãng Sports Promotions đã mời Jason Statham làm người mẫu cho thương hiệu thời trang French Connection. Từ đây, cơ hội đổi đời thực sự tới với Statham khi anh được đạo diễn Guy Ritchie chú ý. Nhờ vào không ít mánh khóe trên đường phố bằng việc bán hàng cho khách qua đường, Jason Statham thuận lợi chiếm được cảm tình của đạo diễn Ritchie, đường hoàng có được vai diễn đầu tiên mà không cần qua bất cứ trường lớp đào tạo nào. Trong phim Băng đảng người Anh, Statham vào vai Barkin, một chuyên gia lừa đảo đường phố. Bộ phim nhanh chóng thành công cả về nghệ thuật lẫn thương mại với nội dung ly kỳ và phong cách hài độc đáo. Hai năm sau đó, Statham tiếp tục tham gia một dự án khác của Ritchie là Tên trộm nữ trang Snatch. Vai diễn gã thức kia chuyên tổ chức những trận đấm bốc giúp Statham thực sự bước vào Hollywood. Đổi đời với người vận chuyển. Tài năng đóng phim hành động của Statham chỉ thực sự tỏa sáng với vai Frank Martin trong Người vận chuyển 2002 do nhà làm phim người Pháp Luc Besson viết kịch bản và sản xuất. Người vận chuyển là bước đột phá trong sự nghiệp của Jason Statham. Với kinh phí 21 triệu USD, bộ phim thu về 43 triệu USD dù không được lòng giới phê bình. Vẻ ngoài cực ngầu của Statham cùng các màn chiến đấu, bắn súng đã mắt giúp nam diễn viên thu hút được lượng fan lớn. Với những khán giả thế hệ 8X, 9X tại Việt Nam, hình tượng gã lái xe lạnh lùng trong bộ siêu lịch lãm mãi là một nhân vật khó quên. Vai diễn Frank Martin là cột mốc quan trọng của Statham khi đây là lần đầu tiên anh đơn độc đảm trách vai chính, còn Người vận chuyển là tác phẩm giới thiệu cho Hollywood một siêu sao hành động tới từ xứ sở sương mù. Ngoài gương mặt cao cạnh, ánh mắt và giọng nói toát lên sự lạnh lùng, Jason Statham còn tự thực hiện mọi trường đoạn hành động trong phim mà không cần tới sự trợ giúp của diễn viên đóng thế. Người vận chuyển còn có thêm 2 phần vào các năm 2005 và 2008 và đạt tổng doanh thu lên đến gần 200 triệu USD. Từ đó trở đi, những kịch bản phim hành động liên tiếp được gửi tới Jason Statham. Những vai diễn anh hùng hay phản anh hùng đều được anh thể hiện rất xuất sắc. Vai diễn Jonas Taylor trong Cá mập siêu bạo chúa. Tháng 8 năm 2018, Jason Statham lại thử sức với hình ảnh một tay thợ lặn chuyên nghiệp trong phim bom tấn Cá mập siêu bạo chúa The Meg. Không phải đối đầu với các băng nhóm xã hội đen hay tội phạm nguy hiểm, mà đối thủ lần này của anh là cá mập khổng lồ hung hãn Megalodon, thủy quái tưởng chừng như đã tuyệt chủng hơn 2 triệu năm trước. Lần tái xuất này của Jason Statham sẽ khiến khán giả đứng ngồi không yên. Nhờ nghề tay trái là vận động viên lặn chuyên nghiệp lúc trẻ, trong tất cả các siêu sao hành động tại Hollywood, Jason Statham chính là tài tử phù hợp vào vai đối thủ của siêu cá mập Megalodon. Để có thể truyền tải được sự rùng rợn đến từ sát thủ đại dương, Jason Statham đã đến học hỏi kinh nghiệm từ một thợ lặn từng vật lộn với một con cá mập bò và mất đi một tay, một chân nhưng vẫn sống sót. Sau đó, tài tử cất công bay tới vùng biển Fiji để trải nghiệm cảm giác bơi cùng đàn cá mập thật. Tuy trong Cá mập siêu bạo chúa, Jason Statham không thực sự bơi cùng Megalodon, nhưng chính nhờ trải nghiệm bơi cùng cá mập thật, những cảm xúc mà Jason Statham thể hiện đạt đến mức chân thực tối đa. Kẻ giàu sang nghiện đi dép lê của Hollywood. Gia tài điện ảnh của Jason Statham ở tuổi 53 khá đáng nể với hàng loạt những bom tấn đình đám. Từ cát xê gần 150 triệu đồng cho phim đầu tay, Jason Statham đã bước lên hàng sau và được trả khoảng hơn 17 tỷ đồng trong phim Người vận chuyển. Tài sản kếch xù nhưng chất bình dị của anh vẫn không thay đổi. Người hâm mộ phát hiện, những khi xuống phố, đôi dép lê là món phụ kiện bất ly thân của anh. Sở thích này cũng khiến anh gặp nhiều ý kiến trái chiều khi lần đầu tiên xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải để quảng bá cho phim Cá mập siêu bạo chúa The Meg. Jason Statham gây choáng khi mặc vest và đi dép lê. Tạp chí People with Money bình chọn Jason là một trong các diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới nhờ tiền cát xê đóng phim, quảng cáo, đầu tư bất động sản, sở hữu chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh, một câu lạc bộ bóng đá và nhãn hàng rượu riêng. Có lẽ vì xuất thân bình dân nên Jason Statham không hề có những thú tiêu tiền hay ăn chơi xa hoa như các đồng nghiệp tại Hollywood khác.